nó buồn vậy. Anh Khoa. Alo, 1234. Bữa nay em buồn quá vợ. Chơi đâu có gì đâu anh. Em có gì buồn anh. Em chỉ muốn qua đây gần nãy cái em năm mươi bên nhắn cảnh cho cái bàn chung. Em muốn là người mới tắm được trong cái em thấy anh Lâm với anh Toàn mua bánh nhất kẹo dùng cho cái con chung của em á. Em muốn là cho nó nói là cảm ơn thôi. Em không được mình chung rồi. Ủa chân bị gì chân qua bệnh? Em bị bụng thấy cũng qua. Dạ sao mà dữ vậy? Dạ không, tại vì em muốn qua đó. Ăn uống gì vô? Dạ. Qua ăn gì không? Dạ không đâu anh. Em lo cho em hết. Em ăn uống rồi. Em ở đây chỉ là vì muốn cảm ơn Toàn với anh Lâm thôi. Mà bây giờ là tới đây vui vẻ thôi, giống như là anh em mình phía đây mình gặp nhau như tâm sự thôi nha, chứ đừng có nói gì về tình yêu hết á. Tại vì biết sao không? Bây giờ em đã quyết tâm em tìm muốn làm bác rồi. Thôi bây giờ Khoa đừng nói chuyện, đừng bây giờ đừng có nghĩ về chuyện tình yêu. Bây giờ giống như là anh em chị em mình vui vẻ thôi. Giống như biết rồi, em rất cảm ơn chị Thu Hương. Chú Khoa rất là tốt luôn, chú Khoa không có ý gì khi mà đăng những clip của Khoa lên thì rất là nhiều anh chị comment nói là Khoa rất là chí lý nè, Khoa rất là nói câu nào là chắc câu đó, với lại rất là thương cho những chị em cộng đồng LGBT đó, Khoa rất hiểu đồng cảm những hoàn cảnh của họ. Hồi nãy người tắm rửa em mới mở mạng lên coi ở nhà, mở mạng lên coi chứ em thấy anh Lâm anh Toàn mua bánh tráng kẹo dùng cho cái cô miền Trung. Em muốn ra đây để ủng hộ cho cái cô nó thôi, thực sự là em là người miền Trung luôn, nên em muốn ra để ủng hộ cái cô đó. Anh gọi ra thì cô đi rồi, tại vì em mới tắm rửa xong cái em mới nói ủa thấy anh Lâm anh Toàn này mua bánh tráng kẹo mà cô đó nói hôm nay cũng ăn bánh tráng kẹo hả, cái em chạy ra đây em thấy cô miền Trung nó để em chạy ra em ủng hộ cho cổ thôi chứ không có tí gì hết. Tại vì hồi kỳ quay Khoa đó, quay Khoa lúc mà một hai đi xe đạp đầu đó, lúc mà anh Khoa nói là Gia Hưng ơi anh đi quen em này chứ giờ bây giờ anh đừng nói chuyện đó được. Đúng rồi, em cũng xin lỗi anh luôn là em thì chỉ còn là tình bạn. Đúng rồi, giữa các anh ở đây thôi, giữa anh Lâm và anh Toàn với mấy anh đây thôi chứ không còn gì hết. Cứ là ngày mai là em sẽ mời mấy anh đi qua bên chỗ nhà tình thương, mấy anh tình thương của em với chị sẽ một cô với anh ở bên Vĩnh Giác á, ở bên quận 2, để các anh biết hoàn cảnh em đang nuôi các em chị một cô. Khoa đang nuôi luôn. Dạ em đang nuôi với cô em ở bên Vĩnh Giác, ở bên Trường Não á. Dạ cô em đang nuôi, sư cô đang nuôi những cái chị em bán ở tình thương. Em là cháu của cô ở trên đó, em đang nuôi những anh chị mồ côi bị vứt trước cửa chùa đó, cho nên em đang nuôi các anh chị mồ côi. Rồi chân đỡ chưa, có uống thuốc gì chưa? Dạ không, em mới bị chụp hình chiều nay rồi, mới chị nó rất thương mọi bỏ bồ em bỏ bồ. Nói nghe nè, nếu mà thương mấy anh em YouTube bây giờ thì em... Khoa đừng có chạy xe đạp rồi này kia nữa, dù rảnh thì Khoa cứ ra đây rồi Khoa ngồi không, bây giờ biết chân em giờ cũng chỉ là xe đạp nữa, có thể nói nước thương mà thấy bó bột em không được bó. Thôi vậy em nghỉ ở nhà đi rồi chuồng nào lạnh không, tại vì thấy anh Lâm nè, anh mua cái kẹo nên ủng hộ thôi. Với lại là ngày mai á, em cũng mời anh Lâm với một số anh này đi qua cái mấy ở phòng thương để thực sự là chứng kiến em đang nuôi mấy em đó. Chúng tôi, dạ, em muốn mời chị Thu Hương là chị giúp em qua đó ủng hộ cho các em của cô. Tại vì các em rất là còn nhỏ mà bị cha mẹ vứt ở trước cửa trường. Mấy giờ Khoa nuôi? Dạ thì em tính buổi sáng đó, nhưng mà các anh nói là bây giờ tôi để các anh khoảng 1:30 chiều mấy anh mới rảnh. Để mấy anh thu xếp đi ha, mấy anh thu xếp rồi còn tại vì em muốn là tiếp tân các anh và chứng kiến em nói là sự thật. Em không muốn nói sai sự thật. Thì mọi người ở đây đều ai cũng tin Khoa hết, nhưng mà nếu mà Khoa tu Thu Phương giống như là Khoa hãy nhưng mà chị Thu Phương em muốn chị, em thấy chị đi phát cơm, em thấy chị đi phát những cái chuyên viên cho những người. Chị biết không, ngày hôm qua là vì sao đâu khác không, ngày hôm qua là em qua đây buổi chiều đó em mới lấy tiền của em đưa cho Gia Hân, cái em không mua món gì hết, em muốn cho Gia Hân buôn mấy món đắt. Chứ em cây quán của chị Thu Phương ngày hôm qua là coi như bán đắt khách mà để ra trong ngoài đường, ngày qua về em vỗ tay mừng lắm.
rất là mừng. Ngày qua em cũng hồi trước đó chứ bộ. Đúng rồi, có nghĩa là Khoa mở hàng đúng không? Đúng rồi. Như là Khoa thấy là giống như là Khoa luôn luôn lúc nào cũng đem sự may mắn cho Gia Hân. Đúng rồi. Thì Khoa tính không, dùng tiền của mình để mà không phải Gia Hân nữa mà là muốn ủng hộ cho chị Thu Phương. Tại tình cảm của chị Thu Phương rất là tốt với em. Dạ. Cho nên là em phải ra đây ủng hộ buổi chiều hôm qua. Em bỏ tiền ra mà em không lấy một cái món gì hết. Và em thấy là ngày hôm qua em mới mở hàng, cái trời trong mây lành và khách để ra tới ngoài đường, em mừng lắm, em vui lắm. Hôm qua thì vô tình được Thu Phương có lướt TikTok thì thấy Khoa tắt nhang rồi gái đồ, nói là ông ơi đừng mua nữa để cho những hoàn cảnh khó khăn, những người buôn bán được buôn bán được đắt khách rồi này kia kia nọ. Có thấy Khoa thì nhân tiện hôm nay thì em chủ em nói cho chị luôn biết là dạ. Em là đệ tử của chùa Việt Nam Quốc Tự. Dạ. Ở Đức Phải Tháng Hai và chùa Ấn Quang, và em đang nuôi trẻ mồ côi bên dự giác bên quận hai đó. Thì như vậy cho nên là em thấy em đồng cảm với chị Thu Phương, em muốn là cầu nguyện cho chị Thu Phương thương bay bắn đắt là em vui rồi. Ngày qua để ủng hộ cho chị Thu Phương chứ không phải em ủng hộ cho Gia Hân đâu. Đúng rồi, nếu mà Khoa thương mà ngày hôm qua nếu mà chị Thu Phương không tin em thì chị Thu Phương cứ hỏi Gia Hân có phải là em đưa tiền buổi chiều ngày qua hay không. Tin những điều Khoa làm là Thu Phương đều tin hết, nhưng mà Khoa phải để cho Thu Phương nào ấy, hiểu không? Bây giờ để cho Thu Phương nói một câu thôi nha. Dạ. Ok, thì rất là cảm ơn. Thì nhân tiện đây có mấy anh YouTube rồi nè. Thì Thu Phương xin thay mặt quán Nam Quế Phường thì rất là cảm ơn Khoa. Cảm ơn Khoa đã luôn mang những năng lượng tích cực, mang những tiếng cười giống như là đi ngang qua rồi làm cho mấy anh chị ăn cái viên chiên đều vui hết á. Ai cũng ủng hộ giống như là mối tình mà Khoa dành cho Gia Hân hết. Nhưng mà giống như là Khoa phải hiểu là giống như là trong cộng đồng của mình á, thật sự thì giống như là mình đừng có nghĩ tới chuyện yêu đương, thì mình cứ sống thoải mái, sống lạc quan, đem tiếng cười để cho mọi người đi. Nhưng mà ngày hôm qua là em thấy là mẹ của chị Thu Phương dạ. cười rất là vui dạ. vì thấy là chị Thu Phương bán được dạ. Bà thấy mẹ chị ngồi ăn với cái chị Nhung á dạ. Em rất là mừng, thấy mẹ chị cười là em vui rồi. Okay. Em cũng cầu chúc cho chị Thu Phương và mẹ của chị được nhiều sức khỏe, an khang, mạnh khỏe, gia đạo bình an, mọi thứ được hanh thông, buôn may được bán đất, thuận buồm được xuôi gió, mọi thứ đại cát đại lợi. Cảm ơn Khoa rất là nhiều nha. Thì bên đấy chị Thu Phương cũng chúc cho Khoa với lại gia đình được sức khỏe nè. Cảm ơn luôn chị. Luôn lúc nào nhưng mà tâm em mong là chị sẽ luôn đối xử tốt với em. Em chỉ mong là tình cảm của chị lúc nào cũng dành cho một thằng em. Có bạn không chị ơi? Em có tình cảm đối với chị. Đó thì quen. Nhưng mà bây giờ em muốn giao một người lại cho anh có đang quay. Giao một người. Em muốn giao một người mà em rất là mến thương và em muốn chị cô giúp đỡ cho người đó để được hạnh phúc, được không? Hạnh phúc là sao? Là Thu Phương chưa hiểu được vấn đề. Tức là em giao Gia Hân lại à. Cho chị Thu Phương và anh Quang. Mong anh Quang sẽ đối xử với lại Gia Hân thật tốt. Đừng để cho Gia Hân phải khóc, đừng để cho Gia Hân phải buồn. Vì Gia Hân đã nói với em một câu ở trên mạng mà bây giờ làm bao nhiêu người trong gia đình em nói tại sao em là người tu hành nữa mà tại sao em ác, gieo cái ác cho người ta. Gia Hân nói là em đắm trong Gia Hân nếu em thương Gia Hân. Và em thương Dân mà em về em xuống cho Dân ngủ. Em nắm tóc Dân mà em đánh bịt vô mặt Dân Hân. Đâu có đâu. Dân Hân có nói. Nhưng mà Dân Hân sợ á. Anh cứ coi lại cái đoạn đó đi, em không nói dốc. Và em cũng nói chị Dân nghe là em ra đây là vì tình cảm của mấy anh YouTuber thôi, chứ em không phải vì Dân Hân nữa. Cho nên là em chỉ mong là Dân Hân được hạnh phúc. Em giao Dân Hân lại cho chị Dân Hân quản lý Dân Hân thật là tốt. Và đừng để cho ai làm cho Gia Hân phải buồn, rơi một giọt nước mắt. Okay. Muốn cho Gia Hân được có công việc ổn định là nhờ chị Thu Phương rất là nhiều. Mang ơn chị Thu Phương rất nhiều. Ok, thì cái lời đó của Khoa thì mấy chị Thu Phương sẽ xin nhận. Giống như là sẽ không để cho ai bắt nạt mà ăn hiếp Gia Hân nữa. Đó thì hợp và quân đó. Và VV nữa, và VV rất là đối xử tốt với là em. Cũng giống như cái tình cảm của chị Thu Phương đối xử tốt với em rất là mừng. Em rất đó, mừng. Thì mà khi mà những chị em trong cộng đồng ACBT giống như là những người nhưng mà bây giờ là em muốn xin phép chị Thu Phương là em muốn nói là các anh YouTuber ơi, các anh hãy quay đúng sự thật. Đừng nói thêm, nói bớt về ai hết. Đừng làm cho người ta đau khổ. Vì các nghệ sĩ đã bị nhiều rồi, em không muốn chai bị gì nữa hết. Hãy nói đúng sự thật. Đừng nói thêm nói bớt để cho mọi người không đau khổ. Ý của anh Khoa có nghĩa là giống như là mấy anh quay giống như là có sao thì để vậy thôi, thì mấy giống như mấy anh thương Khoa thì mấy anh giống như là quay những clip chân thật về Khoa chứ Khoa không có ý gì hết đó. Thì nhân tiện này có các kênh có kênh của nhưng bạn mà hôm bữa chị Thu Phương có nói một câu này mà em nghe em buồn. Câu gì Khoa?
chị Thu Phương nghĩ là em cần tiền của chị Thu Phương. Không, chị không có nói. Cục chị có đó, nói. Ba triệu tư sáu chục. À trời ơi, chết rồi, ba hiểu lầm rồi. Chị Thu Phương, em quý mến chị là vì tình cảm, vì cộng đồng của chị. Và em tới đây để ủng hộ cho chị, chứ không phải em vì tiền của chị. Mà chị lại nói như vậy á, là cả gia đình em đánh giá em rồi. Chị Thu Phương nói là có để trả lại tiền cho anh Khoa mua tai nghe này nọ, em đâu có cần, gia đình em không có thiếu tiền. Không có Khoa hiểu ý luôn không? Không, chị Thu Phương nói bây giờ cả gia đình em, cả cộng đồng mạng xa lánh em rồi. Không, bây giờ chị sẽ đính chính lại. Thôi khỏi, em quan ước không cần cầu tiền bạc. Em chỉ mong cho chị Thu Phương đại cát đại lợi, buôn mây ban đắp, thuận buồm xuôi gió, gia đạo bình an. Mẹ của chị Thu Phương được nhiều sức khỏe, mạnh khỏe, sống lâu bên chị Thu Phương. Và cầu mong cho quán Lan Quế Vườn càng ngày càng đắt khách, để cho chị Thu Phương có cuộc sống được tốt đẹp. Thì em mừng rồi. Biết rồi, chị biết rồi, nhưng mà ý là chị đính chính là ví dụ. Không cần, chị không cần đính chính. Em đã bị oan hết rồi, chị đừng đính chính nữa. Muộn màng quá. Nếu mà nói như vậy là chị mẹ sẽ chỉ trích Thu Phương, sẽ nói nhưng là... chị khỏi cần nói gì nữa, chị đừng có bị biện bạch gì nữa, em không cần nữa. Dường thế. Bao nhiêu người đã nghĩ em như vậy rồi. Do anh Khoa cho Thu Phương nói lời đi, anh Khoa. Thu Phương nói đi. Không cần nói gì nữa. Nghĩ luôn á. Và em chỉ mong ra đây để mà chúc cho chị Thu Phương buôn mây ban đất, thuận buồm xuôi gió, gia đình mạnh khỏe, mẹ của chị Thu Phương được mạnh khỏe, sức khỏe được dồi dào, gia đình được an ổn, bình an, đại cát đại lợi, buôn mây bán đất thôi. Bây giờ cho Thu Phương nói một câu, anh đang nghĩ Khoa. Dạ, em chỉ nghe rồi chị Thu Phương nói. Ok, nè Khoa, cái như là cái clip hôm bữa là chọc ra hơn á, có nghĩa Thu Phương nói là cục sạc như là 3 triệu mấy 60 là Thu Phương chỉ giỡn thôi chứ không có ý gì hết á. Cái đó là chị Thu Phương đang biện bạch, nhưng bây giờ gia đình em đã hiểu hết rồi, và gia đình em đã nói. Cô chú ơi, những gia đình bên anh Khoa ơi, khi mà anh cô chú đồ coi cái kênh này là con giỡn với anh Khoa, chứ thật sự là con không có gì tiền nhịn Khoa nha cô chú. Đó, bây giờ em sẽ xin lỗi. Khỏi cần xin lỗi, gia đình em đã like em rồi, gia đình em đuổi em nhiều lắm rồi, gia đình em nói tại sao con lợi dụng người ta như vậy. Không có lợi dụng gì hết, hồi xưa giờ Khoa cái đây là Khoa chưa bao giờ lợi dụng Phương một cách bạc nào hết. Khoa còn bỏ tiền ra để mà giúp đỡ những người khiếm thị rồi mua vé số nữa. Thu Phương có coi clip Khoa mà. Nhưng mà bây giờ là cha mẹ em đã la em rồi, cha mẹ em nói tại sao em lợi dụng chị Thu Phương để mà lấy tiền của chị Thu Phương như vậy. Không có. Là không có tốt rồi, con người em là bê bối rồi. Không. Thôi khỏi người miệng bạch gì nữa, chị đã nói ở trên mạng người đàn cũng biết hết rồi. Cả nước ai cũng biết em là con người như vậy rồi. Chết. Trời ơi mọi người ơi. Như là em bị vô thế vậy đó. Khổ vậy, lấy con hết đỡ. Bất nóng nha. Trời chưa. Chỗ chưa gì hết, anh chiếu tướng là lấy gì đường cho em đi nữa. Em ra đây là muốn ủng hộ cho chị Thu Phương. Em biết rồi. Chị có biết là em muốn cầu nguyện cho chị buôn mây bắn đất, thuận buồm xuôi gió, đại cát đại lợi, cho chị được nhiều khách ủng hộ cho chị thôi. Em không có ý nghĩ gì xấu về chị hết. Em muốn cho mẹ chị mạnh khỏe. Ngày qua thấy mẹ chị cười vui là em vui rồi. Đông khách là mẹ chị cười rất vui. Và chị Nhung cười rất vui. Em rất vui luôn. Nói chung là thay mặt quán, tất cả các nhân viên đều cảm ơn Khoa rất là nhiều luôn. Đừng có cảm ơn em. Chị Thu Phương không được cảm ơn em. Em không nhận được cảm ơn đó. Và em đã bị oan ức. Em không cần cầu nguyện bằng chị với em hết. Thôi vậy bây giờ cho Thu Phương chuộc lỗi luôn. Không được luôn. Em không có cần chị Thu Phương chuộc lỗi với. Em không nhận lỗi của anh. Nhưng mà cái clip đó là giỡn mà mọi người. Thôi đừng nói gì nữa. Em đã bị gì rồi. Em không cần ai xin lỗi hết. Một mình em gánh được rồi. Không có là clip đó là Thu Phương giỡn. Đừng giỡn. Đừng giải thích nữa. Chị Thu Phương. Và anh giận rồi đó. Em không muốn giải thích rồi. Thôi bây giờ Thu Phương hát lô tô đặng. Không, không cần luôn. Ý là hát lô tô chụp. Không luôn. Hay là hát nhạc bô liên. Không luôn. Giờ làm sao anh Khoa mới hết giận rồi. Chị Thu Phương, em rất cảm ơn tình cảm của chị. Chị cho em ngồi đây được. Em ngồi đây 10 phút nữa em đi. Ok, nói chung em ngồi cả ngày luôn đó rồi. Thôi, bây giờ em muốn chị Thu Phương qua thích khách. Em không muốn vì em và chị Thu Phương làm như vậy. Mất khách của chị hết. Chị qua bển rồi chúc Thu Phương dòng lại nha. Không được. Đi luôn đi. Chị Thu Phương qua lo cho khách chị. Đừng vì em mà làm như vậy mất khách hết. Ý là hôm bữa là giờ đừng có quỳ gì vậy. Không có quỳ. Đứng lên. Em tụng thọ chị. Em xin chị. Chị là gì là em quỳ xuống liền đó. Không có quỳ. Ý là quỳ không, không đúng quỳ. Chị qua chứng khách đi. Rồi, chị đừng, okay, đừng quỳ em. Rồi, chị đi. Chị cảm ơn Hoa. Cảm ơn chết rồi. Thương ơi chào khán giả. Chết rồi mọi người. Chết rồi. Cho gia đình mình đi cứu đây. Trời ơi chết rồi. Từ gia đình mình chút xíu nha.
Rồi, hello tất cả mọi người nha. Lời nói đầu tiên xin cho Vdf Vũ Thu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương đến tất cả mọi người. Những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại các kênh YouTube như là kênh của Toàn Vlog nè, kênh của anh Loto LGBT, kênh của Thu Phương Cá Viên Chim và kênh Sức Sống Mới nè, kênh của anh Đinh Giang Sáng. Thì cái clip nãy ý của anh Khoa là cái clip mà hôm bữa là cái tay phone với lại cục sạc đâu đó ảnh giận Gia Hưng, giống như là Gia Hưng không có đáp lại tình cảm với ảnh, là em có giỡn, là giống như là em nói rồi Gia Hưng ơi, bây giờ Gia Hưng phải đền, bây giờ là Gia Hưng phải đền cục sạc với đền tay phone lại cho anh Khoa. Thật sự cái clip đó là chỉ là giỡn thôi, nhưng mà em không biết là ba mẹ của anh Khoa có hiểu lầm không mà trách móc anh Khoa. Thì mong là cô dì chú bác mình đã xem clip rồi thì mình nhớ tha lỗi cho anh Khoa, lỗi là không phải là anh Khoa, có nghĩa là em chỉ giỡn với anh Khoa thôi. Thì rất là mong mọi người, những anh chị em, bạn bè mình xem kinh và mình hiểu nha mọi người nha. Đó thì clip lúc nào em cũng quay tất cả các mọi người nè, quay khách nè, quay anh Khoa, quay Gia Hưng, để mục đích là mang tiếng cười, giống như là gieo duyên, mang tiếng cười, giống như mang niềm vui đến cho mọi người. Thứ thật sự là không có ý gì hết. Thì hôm qua được anh Khoa xuất hiện thì rất là okay. Vậy em đi qua bản rồi ha, em đi qua bản không? Khoan khoan, cầm nhiều lắm đấy, là anh Hưng, anh Hưng lắm, lấy giùm anh ra cầm đó. Thì hồi nãy giờ em có hỏi anh Khoa là đã ăn uống gì chưa, thì anh Khoa nói là ăn rồi hay sao đó. Rồi anh Khoa tâm sự là anh Khoa mới bị té xe và chân bị đau đó. Thì em có nói với anh Khoa là anh Khoa ơi, giống như là bây giờ anh đừng có nghĩ tới chuyện tình yêu nữa, thì bây giờ giống như là mình chị em anh em mình chuyện em với quán, thì anh giống như nhà này anh ủng hộ hay không ủng hộ được nữa, có bàn ghế đó thì anh cứ ngồi đó anh tâm sự với mọi người, cứ vui vẻ với vui chơi mọi người đi, không cần có chạy xe đạp mà nắng nôi mưa gió. Em thấy nắng nè mưa nè anh Khoa chạy xe đạp chạy đi chạy lợi, nhưng mà thật sự là anh Khoa không ý gì hết. Anh Khoa lúc nào cũng như là mang niềm vui đến cho mọi người thôi, mong mọi người yêu thương anh Khoa cũng như yêu thương cái tất cả các nhân viên ở quán, thì mọi người xem clip vui vẻ nha mọi người nha, chứ thực sự là không có ý gì hết. Đó thì hôm nay là chân anh Khoa bị đau cho nên không có chạy xe đạp được. Thì rất là mong tất cả mọi người và Vdf Vũ Thu Phương xin thay mặt tất cả các nhân viên với anh Khoa cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua mình đã luôn thương yêu và ủng hộ qua các kênh nha. Đó thì bây giờ thì kết thúc clip, tao đến Vũ Thu Phương gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người và chúc cho mọi người, những anh chị em, bạn bè mình đang coi cái kênh đó, có một buổi thứ hai đầu tuần vui vẻ và mát mẻ. Đó, đầu tuần mình vui vẻ thì cuối tuần mình suôn sẻ nha. Bye bye tất cả mọi người.